Ok, tôi đang nghe là cái chiêu video behind the scene. Này, là nó cứ phụ nghiệp trong thon video đi đấy. Nó cứ nghiệp trong thon behind the scene. Tôi còn nhỏ này mà, nâng này. Phụ nghiệp trong là thu sát thon behind the scene. Với dân, có chân dân của đã behind the scene. Cái lò này. Yeah, nói như nhóm đọc bùa mình thấy nào thế. Mà bùa nhóm đó. Đọc mình thấy. Là anh xích thay cao ấy. Từ bọn thay cao. Đọc bùa anh nhóm xì chẳng thay. Xì xì một chút. Nó tét xì lâu ấy. Vậy đọc bùa. Rồi. Nói châu yên vinh. Mà châu yên vinh. Thầy hát ran hát ấy. Vô sạch đông với nhé. Vậy đó phù với rốt tình rối chứ rốt lên ba rốt lên ấy lại rối hay là nó cứ yeah revive ấy okay. See easy nào này ô chụp mãi bra thì chụp lại chơi chẳng thôi. Ok nè đi cứ nhóm thoát trình vì camera thu sạch nhóm. Yeah, hay cứ thọt behind the scene. Này cứ chỉ camera này nhôm thì nó thọt lần đấy. Nằm này lần này cứ nhôm sẽ lấy plong thôi. Nằm bay thọt video này nằm này bàn tu sẽ này. Này đôi nhôm màn đẹp này nằm này chắc cứ thời chỉ vlogger cứ tao chơi chạp plong. Sống khang. Good. Hahaha. 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 Về thứ hai đít nâng bay lần ấy cứ họ nâng này hay người đấy phong má cứ nhung chọn dễ vì dễ vì thế là bắt đã tẹt tuần YouTube đấy vì các máy bay kiểu đó bắt đầu phải hay để các bạn với trang tâm việt thì mình nói như vậy một cái vậy mình đặt ra hay trang tâm việt thì bắt cái bao mấy cam đấy người ta thì trang tâm việt nói nó bắt đầu nó cứ lấy mấy lần thứ hai em gái đi theo bắt đi mấy nhưng mà chung nó như thế này ta thì nó bao quấy nhưng mà cho vào thì bao nhiêu mấy đây em quấy thì em biết lỡ thì cái này được mày cho yếu lên chụp nhưng phát nhà mình phải tìm đấy hay mình phát thì tôi chỉ bảo biết nam biết một phôi mất anh bắt chấm này mày nên là bắt chỉ một cái một cái chứ gặp mình không ép chẳng nào được ha chẹn vào đấy thì mình phát chấm biết ha gọi như quen thằng này gọi như pro gọi như em như thế nào gọi như cắt gì đó con cái mặt nó con cứ biết thằng nó chụp tụt tim mà giờ nói đầu viên là tiền tiền đấy giờ tôi bỏ ra em đấy thằng đó thì nó cứ bò đò tay mai cắt giờ mai lúc tiền tiền cháu hay như mai ai cũng mai cắt tôi chưa tiền ra bịch thì tay của mình chứ này tất cả tay của mình cứ tiền tiền rồi hai cái đặt đi cái to rồi cái kia đó cái to tức tiền gì luôn là lấy cái không đồng này giờ lấy cái đó họ sẽ lấy từ tiền tiền tất nhiên cái to bàn này với viên tiền bạc đấy là tiền tiền đó là viên đặt tay to nó to tất cả còn to nhưng tiền mặt là tiền mặt không còn to thì còn chặt như rồi này tiền mặt đây là mặt tiền tiền không
không có để tóm chặt đi thôi nào hết nó là để tóm chặt thì là cái việc làm thôi khi nó sẽ là khó để tóm chặt trong cái khóa qua tóm thấy chỉ bọn nhỏ thấy tính nhiều quá thấy được chẳng hề cái gì không ai cứ ai làm đâu thấy có cứ để có cái giờ mà có cái mà hoàn thành xong này cái gì tôi phải tôi mới thấy nói mà cái tấm đấy cần ông anh sẽ làm được vậy cảm thấy cái gì cũng được không ha à cái gì anh đi không ai cứ chỉ cảm thì là cắt to hút phí.